Chào các bạn. Hôm nay mình làm video về món cá kho sâm đại hành. Thử ăn xem có ngon không. Nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là một con cá chấm cắt làm 3 khúc. Ở đây thì có thêm 3 lạng thịt ba chỉ. 3 lạng thịt ba chỉ cho xuống bên dưới. Và một ít sâm đại hành. Ở đây mình chuẩn bị khá là nhiều sâm đại hành. Chỗ này chắc phải đến 4 lạng. Đây là củ sâm đại hành, có màu đỏ tím, trông rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đổ hết chỗ sâm đại hành này vào. Đổ hết vào nồi cá kho. Sâm đại hành nó có màu đỏ cho nên là khi kho cá thì nó sẽ có màu đỏ trông rất là đẹp. Rồi, cho một ít muối vào. Cho bột canh. Canh mình cho vừa phải thôi. Trong khi nấu thì mình có thể nếm thử xem nếu như mà chưa đủ thì mình lại cho thêm. Tránh trường hợp cho nhiều quá, mặn quá lại không ăn được. Đổ ít nước vào. Đổ cho ngập cái nồi nồi cá này. Thế thôi. Sau đó là mình đặt lên bếp để đun. Đun khi nào nó sôi thì mình lại cho nó nhỏ lại, cho nhỏ lửa lại. Nồi cá kho đã sôi, mình cho bếp nhỏ lại. Cho bếp nhỏ lại cho sôi. Ở đây thì nước đã chuyển sang màu đỏ rồi. Trông rất là đẹp. Màu đỏ tím. Đun thêm một lúc nữa thì cá sẽ có màu đỏ. Sau khi sôi được khoảng hơn 30 phút thì cá nó cũng đã nhừ rồi. Chắc là chín rồi. Đây, nước có màu đỏ tím. Nước có màu đỏ tím và cá cũng đang ngấm màu đỏ tím rồi. Rất là đẹp.
cho thêm một ít hạt nêm vào cho nó ngọt nước. Bây giờ mình sẽ đậy vung và để thêm một lúc nữa cho hạt nêm nó ngấm. Chín rồi thì mình có thể tắt bếp đi cũng được. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cá kho sâm đại hành. Bây giờ mình sẽ nếm thử xem nó như thế nào. Thấy mùi rất là thơm rồi. Ăn chắc là cũng rất ngon. Nước có màu đỏ tím này. Thử xem nước có ngon không. Rất là ngon các bạn ạ. Không mặn mà cũng không quá nhạt. Rất là vừa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để xem miễn phí nhiều video hay hơn nữa. Vâng, chào các bạn.